Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2019, cửa hàng Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ karaoke chuyên nghiệp hàng của Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm cùng theo dõi. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa Bose 901 Series 3 hàng của Mỹ. Đây là mẫu loa Bose cao cấp dòng 901 được sản xuất tại Mỹ. Ở đây quý vị thấy hãng đề Bose 901 Series 3, hàng được sản xuất tại Made in USA. Đây là mẫu loa cao cấp của thương hiệu Bose danh tiếng đến từ Mỹ. Đây là hai chạm dây loa kết nối vào. Nếu đặt đúng tư thế thì chạm này sẽ nằm ở dưới bụng, và tôi đang lật ngược nó lên để có thể giới thiệu đến quý vị một cách dễ dàng hơn. Bose 901 thiết kế 9 cái loa trong một thùng với thiết kế phong cách cổ điển, sử dụng một phong cách thùng gỗ lạ được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ, có phần e căng bên ngoài bằng lưới vải bố sang trọng. Cặp loa có hình thức tuyệt đẹp và vừa về từ Mỹ. Đây là loa bên đây, tất cả zin nguyên bản tuyệt đẹp vừa về ngày hôm nay. Loa thiết kế 9 cái loa toàn giải trong một thùng. Tôi sẽ quay phía sau của cặp loa này ra. 901. Ở đây anh em thấy có 9 cái loa, phía đằng sau có 8 cái loa và phía đằng trước có 1 cái loa. Bose 901 cấu tạo 9 cái loa trong một thùng. Mỗi cái loa này có kích thước tầm 11 cm. Màng màu xanh, tất cả zin nguyên bản tuyệt đẹp. Đây là hai lỗ thông hơi của loa. Phía sau có 8 cái loa toàn giải và phía trước có 1 cái loa. Loa toàn giải tức là loa có thể thể hiện được 3 giải: giải bass, giải trung, giải chép. Đây là mẫu loa khá hiếm gặp trên thị trường. Với dòng này, quý vị có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Đặc biệt với dòng này cho âm thanh rất mạnh mẽ, thích hợp với các không gian tầm 30 đến 50 m2. Âm thanh rất tuyệt vời. Và theo bộ với cặp loa 901 này, đầy đủ là một Arti Equalizer. Ở đây anh em thấy hãng đề 901 Series 5 Arti Equalizer. Trong trường hợp này Tiến Dũng nhập được với tình trạng là cặp loa 901 Series 3 và Arti của 901 Series 5. Anh chàng người Mỹ này đã nâng cấp cái cặp loa này lên với Arti 901 Series 5, giá trị hơn rất nhiều. Arti này có nhiệm vụ cắt tần số giống như một crossover, phân chia tần số ra thành 3 giải bass mid-jack độc lập. Nhiều anh em còn mua chiếc Arti này về để thay cho vị trí của Equalizer gia đình. Bộ 901, bộ loa 901 Series 3 và kết hợp với Arti 901 Series 5 có giá 12.500.000. Và ngày hôm nay Tiến Dũng phối ghép với bộ men công suất của thương hiệu Mackie đến từ Mỹ. Ở đây anh em thấy hãng đề Mackie. Mackie model 1400i dòng Professional Power Amplifier, dòng men sân khấu chuyên nghiệp. Với dòng này có công suất nguồn lên đến 1400W và công suất ra loa 700W một kênh, rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể sử dụng để phối ghép với các dòng loa lớn tầm bass full 50, bass full 40, hay các dòng loa gia đình dạng như Schwinn-Weigl bass 40, hoặc các dòng Bose 701, 701 hai lỗ hơi, 601 Series 2, Series 3, vân vân.
hoặc chúng ta cũng có thể ghép vào hai cặp loa Bose 301 series 2345. Quý vị cũng có thể ghép vào các dòng loa BMB dòng 450, dòng 850, các dòng có bát 25 đến 30 cm, chơi một cặp hoặc hai cặp tùy ý, âm thanh rất thoải mái. Chiếc men Mackie model 1400 có giá 9.500.000 và kết hợp với chiếc vang số Putin hàng của Trung Quốc model KM6FX. Đây là chiếc vang số đáng chơi nhất của dòng vang số chỉnh tay. Chiếc vang số có giá 3.600.000. Bộ ba thiết bị phối ghép rất ăn ý, phù hợp cho các không gian lớn, âm thanh rất mạnh mẽ. Anh em lưu ý là bộ này âm thanh rất mạnh mẽ, chúng ta sử dụng cho các không gian lớn tầm trên dưới 40m². Lô 1 2 3 4 5 6. Giải trung âm rất tuyệt vời. Dòng loa 901 toàn giải cho giải trung âm, không có đối thủ. Lô 1 2 3 4 5 6. Bây giờ Tiến Súng sẽ test một đoạn nhạc karaoke thông qua chiếc TV Internet được giải mã thông qua đầu giải mã DAC model Danone 1000. Chiếc đầu Danone 1000 có giá 6.500.000 và kết hợp với bộ karaoke cho âm thanh rất đặc sắc. Ở đây chúng ta thấy có hai nút volume chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt về cường độ âm thanh. Lương 1 2 3 4 5 6. Lương 1 2 lương 1 2 lương 1 2. Sao em bỏ ra đi, bỏ quên anh giữa dòng đời suối ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình cô cô. Anh mang tội si mê nên đường yêu lạc lối về. Anh mang tội yêu em vì đời anh chẳng bàn tay. Nay em bỏ xa đi nên đêm yêu hát sầu ngư ngẩn buồn. Buồn lên mấy nẻo buồn tình buồn nào vui. Alo, hay quen. Bộ hai thiết bị phối ghép rất ăn ý, gặp cho các không gian tầm trên dưới 40m², âm thanh rất mạnh mẽ, rất thoải mái. Với công suất loa 400W một thùng, chúng ta có 800W sử dụng cho các không gian lớn tầm trên dưới 40-50m². Kết hợp với bộ men men suất hay còn gọi là cục đẩy công suất 1400W, công suất ra loa mỗi kênh 700W, âm thanh rất mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thêm một đoạn nhạc nữa. Lơ 1 1 2 2 lơ
vai của cặp loa Bông 901 Series 3 kết hợp với men công suất Mackey 1400i. Anh em quan tâm sản phẩm nào, xin mời liên hệ trực tiếp cho Tiến Dũng theo số điện thoại 0989 034 764. Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt.